Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Và Diệt Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Và ngày hôm nay thì Khải cũng vừa đọc trên trang chủ thì mới có một cái event 30 tháng 4 của mấy chủ Hành Sơn. Và bây giờ Khải cũng đang muốn anh event được up cấp 103 anh em ơi. Để Khải bật qua anh em xem thông tin server thử như thông tin event thử như thế nào luôn nha anh em. Đây, đây là sự kiện event 30 tháng 4 Hành Sơn. Mới bắt đầu vào ngày hôm qua, bảo trì hôm qua là xong là anh em. Mới bảo trì ngày hôm qua là xong thôi. Đó, sau bảo trì ngày 21 thì event cũng được. Hôm nay là ngày 23 rồi. Nay là ngày buổi sáng của ngày thứ hai. Thì Khải cũng tranh thủ nghiên cứu anh event cho nó up cấp anh em ơi. Đây, ở tại trung tâm Tương Dương ven sông sẽ có dòng sáng nha anh em. Dòng sáng ngay chỗ cục cờ này nhìn khá là đẹp. Đó, túi dụng cụ thì cái này đánh rớt ra rồi, chúng ta mở rồi mở ra rồi ép thôi anh em. Nhưng mà tính sơ ra thì Khải cũng đã đọc rồi. Ép thì cực kỳ tốn kém anh em ơi. Ép thì nó hơi tốn một chút. Tại vì là nhìn sơ qua anh em thấy này. Chúng ta sẽ tốn 6 xu trên một cái này. Đó, 6 xu trên một cái rồi mà ép hết 1,5 vạn nữa, tính ra hết một can nam vàng, một can nam vàng nó dao động khoảng tầm 1,5 kim rồi. 2,5 kim rồi. 2,5 kim rồi. Với lại 6 xu này cho một cái là tính ra là 6 kim là tốn hết 8,5 kim rồi anh em. Tốn hết 8,5 kim rồi nha. Cái phần này là hết 8,5 kim rồi này. Rồi cái áo thì cái áo là quân tống kim. Áo thì tốn 1,000 cái nữa, tốn 50k tống kim nữa là tính ra tốn thêm 1 kim nữa. Là hết 9,5 kim rồi anh em. Nói chung là cái event lần này thì giờ bây giờ mình mua nhanh cho nên nhanh anh em ơi. Tổng cộng cái này là hết 9,5 kim rồi, 9,5 kim rồi. Này, cái này là 6 kim nha. Cộng thêm cái này là 1,5 là tính ra cho 2 kim đi. 2 kim là 8 kim này. Với lại 50k điểm tống kim là 9 kim tất cả rồi anh em ơi. Đó. 9 kim tất cả rồi, đỡ ép cái event này tốn hết 9 kim tất cả rồi, chưa tính đến cái túi dụng cụ. Đó, chưa tính đến mình phải mua cái túi dụng cụ này đỡ mở ra vật phẩm hộp kim chỉ này, cuộn vải, thuốc nhuộm. Đỡ có thể ép anh em ơi. Nên là Khải cũng tính ok rồi, bây giờ thì mua luôn 10 kim cho nó khỏe anh em ơi. Đây, ở trên này thì Khải sẽ mua luôn 10 kim cho anh em xem. Ở mua nào như nghe đúng không? Đây. Mua thành phẩm 10 xu cho một cái. Ok, đỡ Khải đi đổ xu anh em. Anh em xem video anh event up cấp này thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Cũng muốn up cho anh em xem chứ, tại vì hôm qua giờ cũng có mấy ông anh event rồi, cũng hơn cấp rồi. Mà bên này thì Khải hiện tại nó chưa cập nhật hạng anh em ơi. Chưa cập nhật hạng nên là Khải muốn anh event được cái gì. Nếu mà được có cập nhật hạng thì Khải cũng có thể nằm trên hạng top 10 anh em. Đó, nếu mà có cập nhật hạng Khải sẽ cũng lên top 10 nha anh em. Đây, chắc chắn là cập nhật hạng Khải sẽ quay lại top 10 thôi. Được Khải đổi xu nè. Event này nếu mà đổi nhanh thì tốn 10 kim cho nhanh anh em ơi. Chứ đợi mà túi nhiên liệu các kiểu thì nó cũng tầm dao động 10 kim. Mà tầm này mua túi nhiên liệu nó mắc lắm. Tầm này mua túi nhiên liệu nó hơi mắc. 1k ít nhất phải 300-400 xu rồi. Thôi để mình ép nhanh luôn cho nó mau lành anh em. Nói chung là chơi cũng muốn đầu tư cho anh em xem, cũng up cấp này nọ cho anh em xem. Nhưng mà bữa giờ cái hạng nó bị lỗi nên là Khải cũng không có hâm hía gì về cái vấn đề hạng hiếc lắm. Ngày hôm nay thì có event nên là ăn luôn anh em ơi, không đỡ chở anh em. Đây, mua vật phẩm 10 xu một cái này. Đó, Khải sẽ full map 1,000 cái. Event này là tốn 1,000 cái là tính ra là 10 kim cho nó nhanh anh em. Giờ có ép cũng hơn 10 kim à. Năm trăm cái, 600 rồi. Đỡ Khải anh 1,000 cái này chắc chắn sẽ up 103 rồi. Cái này không phải bằng cái rồi, tại vì chỉ còn khoảng tầm 400 triệu kinh nghiệm nữa thôi. 400 triệu hơn kinh nghiệm nữa là Khải up cấp rồi. Event này cắn được 2 tỷ nha anh em. Event này cắn được 2 tỷ nha anh em. Khải cắn cái này xong mà Khải 103 khoảng tầm 70%. Khải gì đó là vậy. Rồi, cùng xem qua phần thưởng nè anh em. Phần thưởng thì chúng ta có đó là sau khi cắn phần thưởng cắn cái event này anh em, cắn cái tấm áo chiến sĩ này thì chúng ta sẽ được túi đồ phổ mảnh hiệp cốt Newton nè, chính vọng môn phái rồi đội phái nè anh em. Cái này đang bán trên kỳ cắt 2 kim. Sát thủ lệnh new
đó là gọi ra một con boss sát thủ tốn 20 vạn cho một lần và tiêu diệt. Boss sát thủ này sẽ có thể nhận từ 4 đến 8 trang bị xanh. Uầy, ngay ngon nhờ, cái này là auto 4 đến 8 luôn nè mày, không mít á. Nếu mà Khải nghĩ là không mít. Như những anh em thấy những video xem boss lên bài boss xanh trước thì thường thường nhiều con nó vẫn mít không ra một món đồ nào luôn em. Nó mít vẫn không ra món đồ nào luôn em. Rồi huy chương đỏ này. Rồi cái này là lệnh bài chiến công mua tại Thép Đồng Đèn nhận 500k kinh nghiệm. Ok, cái này đợi nghiên cứu sau. Huy chương vàng, huy chương hoàng kim, huy chương đại tướng. Rồi phong pháo tiềm năng và phong pháo kỹ năng. Phong pháo tiềm năng thì tặng được 5 điểm tiềm năng như là cuốn tại tiệc kinh nha em. Và mỗi nhân vật chỉ được 2 cuốn thôi. Rồi phong pháo kỹ năng, phong pháo kỹ năng thì mỗi người chỉ được 2 cái thì tính ra cũng như là một cuốn vào lăng mật tịch. Ok, khá là ngon. Sắc là thủ giảng thì cái này đã đi vượt ải nè em. Hoàng binh thật là hoàng binh này. Hoàng, anh em có thể xem những video hoàng binh trước thì anh em cũng biết rồi. Hoàng binh khá là đơn giản thôi. Một tiếp tục lệnh bài là đánh tông kim này, phi văn tóc hoàng này, chiến cổ này. Mấy cái này là quá quen thuộc ở trong những trận tông kim của chúng ta rồi. Rồi thị tinh đỡ hoàng binh này, lên đảo này các kiểu này, tinh hồng bảo thạch, lỡ ba bí kíp, phúc duyên lộ, thiết là hán tăng kinh nghiệm này, ba nhân tâm kinh này, sơ đồ giang hồ, tiên thảo lộ, tiên thảo lộ đặc biệt, hiền thiên trì, quá tưởng thiên sơn bảo lộ, lệnh bài phong độ rồi. Ok, chung là nó cũng không khác gì event trước, nó chỉ khác là thêm lệnh bài này với lại phong phong văn vi tóc này, với lại chiến cổ, với lại thêm cái ba cái huy chương sao vàng, hoàng kim, đại tướng, với lại tiềm năng. Rồi giữ lại thêm cái lệnh bài new thôi, với lại thêm cái tín vật môn phái, thêm cái túi đồ phổ hợp cốt nhục tinh. Ok, event này có vẻ khá ok anh em. Và sau khi chúng ta đặt mốc 250 thì sẽ được nhận thêm 10 triệu, lại 30 mỗi loại đua top cá nhân và ban hội, và 500 cái thì được 30 huân chương cá nhân và 30 huân chương đua top ban hội. 750 thì sẽ nhận được 20 triệu và mỗi loại 30. Và khi đặt mốc 1k thì sẽ được một vòng sáng này, một vòng sáng siêu đẹp 200k, 200 sinh lực và kèm theo 25 triệu. Và phòng và đu tốt thì mỗi loại 30 cái. Đó là một con ngựa ngẫu nhiên nha em, hạn sử dụng 10 ngày. Rồi ngẫu nhiên được một phần thưởng bên dưới nếu như chúng ta được cái hộp quà sự kiện này. Nếu như chúng ta được cái hộp quà sự kiện 30 tháng 4 thì mở ra sẽ ngẫu nhiên được những món quà bên dưới này nha anh em. Đó. Rồi ok, không để anh em chờ đợi lâu nữa. Chúng ta vào thẳng vấn đề và chúng ta ăn event thôi. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chính thức ăn event. Khải mua lấy cây quá tử ạ. Quá tử còn không? Đây. Muốn bình quá tử cánh nhà nó may mắn trời nè. Thiên sơn còn không? Đây, cái gì à? Mấy hôm cánh tương dương rồi anh em ơi. Cánh ở tương dương sao tù quá. Hôm nay gì à? Gì à? Thành đô, đồ cánh vô full butter đây. Full butter nhiều khi ra đồ hơn hơn đồ đồ đẹp hay sao anh em. Rồi. Rồi cánh ở thành đô nha, cánh thiên sơn có rồi nè. Rồi của tửu này, rồi xúc đây anh em ơi, để lên cái chỗ nào đẹp đẹp đây, cái tháp đâu đây, thấy chỗ tháp ngồi cho nó đẹp mà nè. Cái vòng sáng trên người hiện tại là vòng sáng top 5 của ban hội nha nè, top 5 ban hội nha nè. Rồi ok, cánh cái bên thôi. Rồi bắt đầu, anh em đang xem đừng quên đỡ lại một làm sẽ ủng hộ nha anh em ơi. Vô đó. Đó. Ok, đỡ Khải cho anh em một mini game luôn. Nếu 2 tỷ kinh nghiệm thì bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm. Bây giờ Khải sẽ bắt đầu chính thức khai mở cho anh em cái event nhỏ nhỏ anh em 10k vì đồng đồng cho vui nha anh em ơi. Và hiện tại bây giờ thì Khải đang có cho mình đó là 102 cấp, 102 cấp và 75% nha anh em. 102 cấp và 75%. Và bây giờ Khải sẽ unmask event này 1k cái thì anh em dự đoán xem thử Khải sẽ up cấp 103 hay là 104 và bao nhiêu phần trăm. Nếu như anh em dự đoán đúng trong tầm khoảng 10% đổ lại thì sẽ nhận ngay phần quà 50k vì đồng đồng cho vui nha anh em ơi. Và anh em đừng quên ủng hộ video này, Khải một like một share ủng hộ nha anh em ơi. Và lần anh event này là anh event này chính nha anh em. Anh em cứ ủng hộ like chia sẻ nhiệt tình hơn 300 like đi. Rồi lần sau Khải sẽ nghiệp phụ, Khải sẽ tiếp tục ra mini game 50k hoặc là 100k dành cho 500 anh em hãy xem livestream của Khải nha anh em ơi. Ok, và video này Khải sẽ phát lại và chắc chắn anh em có thể dự đoán kết quả như bình thường thôi nha anh em. Và ai dự đoán đúng thì Khải sẽ kéo lên bình luận, và ai nhận kết quả đúng và chính xác nhất, không chỉnh sửa sau cái comment này thì anh em sẽ bắt đầu nhận 50k anh em ơi. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn. Bây giờ sẽ chính thức bắt đầu bình chọn nha em. Bây giờ sẽ chính thức bắt đầu bình chọn nha anh em ơi. Ok, bắt đầu bình chọn nha em nào.
Anh em xem thử bao nhiêu cốc và bao nhiêu phần trăm. Dự đoán trong vòng khoảng 10% đổ lại, nếu như gần chính xác nhất sẽ nhận ngay 50k Việt Nam đồng. Ok, bắt đầu cho anh em ơi, tiếp tục bắt đầu này. Khui. Từ ngay cái chữ bắt đầu là chúng ta có thể dự đoán bình chọn rồi nha anh em. Rồi ok. Hiện tại bây giờ khoảng gần 50 cái rồi. Anh em hãy dự đoán xem thử bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm anh em ơi. Nếu dự đoán đúng thì sẽ nhận ngay phần quà 50k cạc Việt Nam đồng hoặc là Momo. Các kiểu anh em thích chọn nào chọn anh em ơi. Hơn 200 cái rồi. Và Khải mong anh em ủng hộ video này, một like sẽ ủng hộ nha anh em ơi. Hai viên thủy tinh rồi. Cố gắng khoảng 10 viên thủy tinh là đẹp anh em. Một cái lệnh bài sát thủ mộc. Ôi cái này có thời hạn luôn. Úp cấp này. Nếu anh em nằm dự đoán 93 cấp bao nhiêu phần trăm chính xác nhất sẽ nhận ngay phần quà 10 kim bảo thôi. Sẽ cho em phần quà 50k Việt Nam đồng chứ. Tí nữa tẹo anh em 10 kim bảo là to rồi. 50k Việt Nam đồng nha anh em. Một huyên chương sao đỏ. Rồi anh em có việc dự đoán thôi anh em ơi. Bây giờ thì lên bao nhiêu phần trăm? Chúng ta còn hơn 600 cái. Theo Khải nghĩ thì anh em nên dự đoán ở cái phần vị trí khoảng 93% và khoảng trên 50%. Đó, Khải nghĩ chắc chắn sẽ có người chính xác 50k. Khải nghĩ dự đoán là như vậy. Khải cho anh em cái mẹ một cái nhỏ nhỏ luôn. Khải nghĩ lên khoảng hơn 50% anh em. Anh em dự đoán này anh em. Ai dự đoán nhanh chính xác nhất không chỉnh sửa nha anh em. Sẽ nhận được 50k vì đồng đồng. Gần 500 cái rồi. Ok, một cái pháo 300 kỹ năng 30/4 quá ngon. Có khi nào ra một bộ không? Nào kiếm một bộ, hai bộ chơi nè. Một pháo tiềm năng. Một pháo kỹ năng, một pháo tiềm năng rồi. Cố gắng là mỗi loại hai cái nè em, cho đẹp nè. Ôi, cái lệnh bài boss này nó không có cộng dồn rồi nè. Cố gắng ra hai bộ là up hai cấp luôn anh em. Là năm là 10 điểm tiềm năng, 2 điểm kỹ năng đó anh em. Gần 700 cá rồi, gần 700 cá rồi. Vẫn chưa thấy gì hiện lên anh em ơi. Lệnh bài phong độ làm gì? Còn 200 cá thôi. 4 lệnh bài boss rồi. 50 đã 50% rồi anh em, hãy dự đoán nhanh nào. Hãy dự đoán nhanh nào, xem thử dự đoán chính xác bao nhiêu. Ok, một tính vật môn phái 2 kim rồi anh em ơi, anh em này. Có 2 kim rồi anh em ơi. Đó, quá ngon. Rồi ok này, bây giờ này. Bây giờ Khải sẽ ngừng dự đoán nha anh em. Tầm này Khải sẽ ngừng dự đoán và còn 173 cái, Khải sẽ khui cái cuối cùng, ngừng dự đoán nha anh em ơi. Tầm này mọi cái bình luận của anh em không được tính này. Mọi bình luận của anh em không được tính này. Mở này. Rồi, không được dự đoán rồi nha anh em ơi. Nếu anh em dự đoán chúng chính xác nhất sẽ nhận ngay 50k Việt Nam đồng. Rất đơn giản thôi, chỉ cần việc xem dự đoán cấp và phần trăm. Ok, 2 điểm kỹ năng rồi. Quá chắc. Ok, 2 bộ luôn, quá thôi anh em ơi. Thôn vãi rồi. Ok, hai bộ là thắng ngon rồi em ơi. Ok, không được dự đoán rồi nha em ơi, ngừng dự đoán rồi nha. Ngừng dự đoán rồi này anh em. Rồi, từ cái comment mà Khải bảo ngừng dự đoán là ngừng rồi nha anh em ơi. Rồi, bây giờ Khải sẽ vừa cắt chỗ này em ơi, mới hỗn độn này cái đã. Hơi bị chặt rương quá rồi. Ok, khá là ok anh em ơi, lần này 10 kim bảo tính ra khá là đẹp đấy. Không có lỗ nha anh em. Vẫn lời luôn em ơi. Đây, hỗn binh là được 3 cái hỗn binh này. Mấy viên thủy tinh này, 1 này. 1 thủy tinh này. 2 thủy tinh này. Ôi giời, cả 2 thủy tinh người ta. Rồi, 2 thủy tinh là lệnh bài boss này. 1 này, 2 này, 3 này. Rồi, lệnh bài sát thủ boss xịn này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thiên tướng lỗ này. 1 này, 2 này. Không lỗ nha anh em, thấy lời không lỗ nha. Trời ơi, chiến phịt một bộ này nữa 800 xu nữa không lỗ nha anh em, khá lời luôn.
Tiến vào một phái hai kim rồi này. Trời ơi quá thơm. Lên bài kim phong. Rồi ok. Sát thủ giãn với cái này thì đỡ đi ra vực ải thôi. Lên bài phi tóc chứng cổ khá là nhiều. Rồi bàn nhược thiên hoàng nuốt này, nuốt này, nuốt này. Ok được một ngựa đích lô. Đích lô 10 ngày. Đó, chúng ta sẽ chốt đó là 103 và 77%. Nếu như anh em nào dự đoán đúng chính xác, gần chính xác nhất sẽ nhận ngay 50k vì đồng đồng nha em ơi. Ok anh em, quá thơm luôn em ơi. Và chúng ta được hai bộ này em ơi, hai bộ này được hai cấp luôn em ơi. Một này, hai này, một này, hai này. Đó, ba cấp quá thơm. Quá thơm anh em ơi. Lực tay coi. Ôi giời ơi, lực lên tay ngon quá. Ba cấp luôn. Quá chất. Rồi. Gần mắt cái này rồi, chúng ta tăng bên này thôi. Bao nhiêu tâm kinh. Như sao đỏ. Thị trường đu tốt. Rồi ok quá thơm. Ôi một cuốn văn lâm kích. Wow có tiền. Woohoo. Anh em thấy chưa? Đó tính ra khá là nhiều tiền anh em. Một cuốn văn lâm kích. Cuốn thiên văn lâm kích là cuốn này bèo bèo lắm phải 3 kim đó anh em. Trời quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm. Rồi qua cái hộp lỡ bao. Lỡ bao 30 tháng 4 nào. Đây khui luôn. Khui luôn hộp lỡ bao này thì được cái gì? Một con ngựa ô văn đạp cức. À ô văn đập tiết. Ok quá thơm luôn em ơi. Một cuốn phù đồ mặc nghe mi nữa này. À cuốn nghe mi này của Khải lúc nãy rồi. Rồi quá thơm rồi em ơi. Nè tính sơ qua cho anh em xem nha. Khải được 4 lệnh bài sát thủ new này. Nó nằm giá khoảng 300 xu một cái này. Là được 1 kim 2 nha. 1 kim 2 rồi cái này được 2 kim nó là 3 kim 2. 3 kim 2 với 3 lệnh bài boss này là khoảng 500 xu. Là 3 kim 7. Đó 3 kim 7 rồi nha. Đâu đúng rồi nhiều hơn chứ. Đúng rồi 3 kim 7 rồi nha. 3 kim 7 rồi cũng vào lòng kích này cho 2 kim rưỡi thôi. Là 5 kim rồi 5 kim rồi. 5 kim rồi quá thơm rồi nha. 5 kim rồi đúng không. Rồi hai cái cuốn hai bộ điểm tiềm năng kỹ năng là bèo bèo hơn 2 kim nữa tính ra. Thu lại hơn 7 kim 8 kim rồi năm. Rồi 3 dân 2 dân thị tinh này. 2 dân 2 cục tiên thổ lộ là nói chung là khải bỏ 10 kim. Khải bỏ 10 kim không lỗi gì nè em ơi. Thu lại kinh nghiệm rất là ok rồi em. Không lỗi nha. Quá đẹp luôn em ơi. Và anh em nào đã dự đoán với phần cấp 103 và 77% thì hãy inbox vào Facebook của Khải và nhận ngay phần quà 50k Việt Nam đồng nha nơi. Và video này Khải sẽ up lên trên kênh và đến giai đoạn nào bắt đầu Khải sẽ comment bắt đầu. Và đến giai đoạn nào kết thúc không được bình chọn nữa Khải sẽ nhắn chữ kết thúc nha anh em ơi. Để tránh tình trạng anh em sau khi báo kết thúc anh em vẫn bình chọn thì không được nhận thưởng nha. Rồi đợi tránh tình trạng anh em dự đoán trước khi nhắn chữ bắt đầu để bắt đầu bình chọn nha anh em ơi. Khi nào anh em lưu ý cái chữ bình bắt đầu thì lúc đó thì mới bắt đầu tính những cái số bình chọn nha anh em. Rồi ok anh em và anh em xem video này đừng quên để lại một like một share ủng hộ video nha anh em ơi. Tốn 10 kim nhưng mà thu lại cũng gần 10 kim rồi anh em ơi và đạt hơn được 2 tỷ kinh nghiệm rất là thơm. Ok cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em.